Và đây là giống Rio, giống BB255 này của anh chị trồng 2010, 10 năm rồi. Và bây giờ để vào tham quan coi là mủ nhiều hay không nha cô bác anh chị. Rồi, bước qua cái hàng rào này cũng khó qua. Rồi đã được vào trong rồi cô bác anh chị. Rồi cô bác anh chị thấy cái hàng chắn gió không? Hàng chắn gió mủ nhiều này. Những cây này mủ nhiều. Cây này là được 10 năm rồi, trồng 2010. Tới nay 2020 là 10 năm hả cô bác anh chị. Giống BB255 này nó có cái đặc tính là cái miệng nó hơi bị đặc đặc á. Nè cô bác anh chị thấy mủ nhiều không? Chúng tôi thấy mủ rất là kẹo luôn cô bác anh chị. Nè cô bác anh chị thấy mủ nó chảy mà nó muốn dung lên luôn nè. À, cô bác anh chị thấy không? Nè chỗ này tức là nước mủ mà làm như là bột mà, là chảy mà muốn dung lên luôn. À, ngay chỗ này nữa coi. Mủ nhiều lắm cô bác anh chị ơi, mủ nhiều lắm, cây nào cũng mủ nhiều hết. Mủ nhiều hơn cái lô 124 hồi nãy nha cô bác anh chị, thấy là mủ nhiều hơn. À, chắc do trồng lâu năm hơn, lớn lớn tuổi hơn cái lô 124 hồi nãy, riêu 124 hồi nãy 3 năm, riêu 124 hồi nãy thì chỉ có 7 năm. Kỹ thuật của nông trường là cạo hết một bên này mới qua bên khác á, coi như cô bác anh chị. Đây là của nông trường cao su Minh Minh Hưng ha. Cây này muốn tràn tô luôn à. Và nông trường ở đây thì chúng tôi hỏi các anh chị cạo công nhân ở đây thì nói là cạo D4 á, nhưng cô bác anh chị cạo D4 ha. Ở đây mủ đất nó hay bị chảy lem, mủ đất cũng nhiều lắm nè cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy này bị chảy thì giống như bị khô miệng. Và cây nào khô miệng thì nó ít mủ, còn đa số mà cho mủ được sung sức đó, thì cây nào cũng hơn nửa tô, đầy tô hết đó, cô bác anh chị. Nhìn chung thì chúng tôi thấy cái lô này mủ nhiều hơn cái lô giống riêu 124 hồi nãy nha cô bác anh chị. Rồi bây giờ tiếp tục đi tiếp cái giống khác nha cô bác anh chị. Rồi, tạm thời chia tay cái lô BB255. Đây là BB255 nha cô bác anh chị.